Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một khách hàng ở bên mình, cũng là một người chị đó, chơi chúng mình và đổi xe, tập chơi từ phân khối lớn, từ không phân khối nhỏ lên phân khối lớn nha. Thì hôm nay mình sẽ mình đã mời được chị vào để chia sẻ lại những cái kinh nghiệm mà mình chơi xe cho mấy anh em. Đó thì chị cũng mới chơi thôi, nhưng mà do là vì chị là đặc biệt nhất ở bên mình đó, thì chị là từ chiếc CBR. Là lúc đầu á, chị chia sẻ với mình á là chị mới tập chơi, thì chị lấy con đó về chị chơi trước, thì chơi nó quen xe đi 150, xong rồi chị lên 300, rồi sau này chị lên 600, rồi chị lên con gì nữa tiếp theo? Sẽ lên chân lên 1000 đó. Lên 1000. Thì cái kinh nghiệm lúc chị mới chơi xe á, thì chị cảm thấy nó như thế nào á, chia sẻ lại. Nói chung á là chơi cái gì cũng vậy, phải có đam mê. Dạ. Đam mê là mình sẽ làm được hết, không có gì là khó hết. Mình mới đầu cũng nhát lắm, không có biết con tay, cũng chạy qua bên mình rồi nói là chị không biết chạy con tay, em chỉ cho chị là nên chạy chiếc xe nào gọi là thích hợp cho cái người mà bắt đầu tập tành chạy con tay. Thì mình mới giới thiệu chiếc xe B150. Thì sau khi chị trải nghiệm chiếc xe B150 con tay rồi, chị thấy gọi là nó hào hứng và chị muốn đổi chiếc mạnh hơn, bốc hơn đó, để mình trải nghiệm tiếp dòng xe mới nữa. Rồi bây giờ chị thấy con rebel của chị sao? Quá đẹp, quá ngầu thiệt là ngầu luôn. Rồi. Chị có thể lên ngồi thử được không? Ngồi thử. Đây mình ngồi đó. Mình cao có 1m52 thôi nha mấy bạn, nhưng mà đó, mình ngồi chiếc này đâu thoải mái luôn. Thì mình chơi xe mình phải lựa vào cái phù hợp, vào cái vóc dáng của mình với lại cái sở thích của mình nữa. Như chị thích cái dòng này luôn đúng không? Hay là đúng rồi, chị thích cái dòng nó hợp với chị luôn. User là do chị cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Chị lại thích chạy những cái dòng cổ điển như vậy thì nó phù hợp với cái tuổi của mình, với lại nó di chuyển trong thành phố cũng ok hơn. Nói chung là đỡ đau lưng. Đỡ mỏi chứ. Thì con này chị có nhờ mình gắn cái này, mà những cái này là phải đặt hàng ở nước ngoài về nha, ở mình không có. Đó, phải đặt hàng về. Đó, thì cái này với lại cái chống đổ này khi mình đi mình có thể đá số, hoặc là mình đi xa quá mình nhét nó, mình gác lên đây cho thoải mái. Đó, rất là ok. Đó, gác gì hay gác gì cũng được, nhìn nó như mấy ông Tây á, mấy ông Tây mấy ông mình đi gác gì nè. Đó, thoải mái. Thì con này là nó một máy thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn, và nó dễ bảo trì bảo dưỡng hơn, và nó của Honda nữa, mà đặc biệt chị hai đi hai con đều là của Thái luôn. Hay vậy đó, con CB150 là cũng Thái Lan luôn, vẫn còn tem Vinh y chang luôn, con này vẫn còn tem Thái y chang luôn, không có thiếu gì hết. Nói chung là xe của Thái thì cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh nha các bác ơi. Bền với lại chất lượng của Thái nó ok. Ít hao xăng, dễ chơi, dễ xài, dễ bảo dưỡng. Rồi, giờ chị đã làm vòng đi, làm vòng được không? Cho mọi người coi thử mình chạy con này có hợp không. Cho nên vẫn có nhiều người giống như chị, người ta ngại á. Sau khi mà người ta xem xong cái clip này thì người ta cảm thấy là người ta cũng mình có vẫn có chơi, tự tin chơi xe được. Có đam mê thì cứ mạnh dạn lên, cứ cho mình một cái cơ hội, một cái thử thách mới để mình khắc phục hết tất cả các dòng xe. Nhưng mà chị rất là an toàn, mà mình cũng hướng tới chị một cái cách an toàn nhất có thể, đó là chơi từ xe nhỏ lên, phân khối nhỏ đi lên. Mình nghe theo lời khuyên của mình là chơi từ phân khối nhỏ đi lên được. Thì mình cảm giác mình chạy thì mình sẽ tự tin, kết được kinh nghiệm rồi lại mình tự tin hơn. Em nghe nói là chị sắp ôn thi bằng lái A2. Đúng rồi. Là dạo này gần đây là nó dễ hơn hồi xưa không chị? Không, nó vậy. Khó à? Cũng khó à, chứ không dễ đâu. Nói chung á là cái gì á, nói khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không dễ, là do mình bản thân mình phải tự tin, với mình phải lúc mà thi thực hành á là mình phải hết sức bình tĩnh thì nó sẽ vượt qua, còn mình không bình tĩnh là hơi khó. Mấy con học bằng lái nó giống con này mà nó nặng hơn 250. Đúng rồi, nhưng mà nó nặng. Cái xe ở trong cái phòng thi á, cái cổ nó rất là nặng và nó rất cái số nạp nó cũng rất. Khi mà mình thi á là chỉ vô số 1 thôi, giờ mình buông tay con, buông con ra hết rồi, không bóp thắng trước mà chỉ ra thắng chân thôi, thì nó sẽ giữ được cái độ an toàn của cái thân bằng của cái xe.
Nếu mà mình bóp cái thắng trước là cái cổ xe nó giật giật là mình sẽ đổ xe liền. Rồi, rồi. Phạm điểm liền. Rồi. Chỉ là trắc nghiệm đó, trắc nghiệm phải học. Trắc nghiệm thì 600 câu. Học 450 câu. 450 câu nhưng mà nó nói chung là mình đăng ký thì người ta cũng phát cho mình cái bản một cái app vô cái điện thoại của mình. Bây giờ mình học những cái câu đó nó đi vô cái mẹo đó. Dạ rồi. Cũng dễ. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm mà chị đã chia sẻ lại cho mọi người đó, mọi người tự tin là cứ chơi theo cái đam mê của mình đi. À, nói chung là có đam mê là làm được tất cả dạ. Các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ dắt xe xuống cho chị chạy thử một vòng cho anh em thấy con Rebel này nó hoạt động như thế nào nha. Ok anh em. Chạy đi chị. Rồi vào luôn. Đó, bây giờ quay chị chạy xe nè cho anh em thấy là chấp chị chấp cỡ nào ha. Hợp luôn á chị, ok luôn. Chị hơi rạc hơn đúng không? Còn mới mà. Thẳng luôn chị ơi, thẳng luôn. Hai anh em như vậy là đã xong. Đã trước là chị đã qua mình tập xe. Rồi bây giờ chị lên phân khối là sau này chị đang muốn lên một cái con phân khối cao hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chị lo tập lấy con Rebel 300 này để mà chị xong cái bằng lái xong là chị tập cho nó quen trước là xong là chị lên nửa phân khối nữa. Đó là sau khi là tiếp sức đam mê được cho chị á, mình cũng vui. Đó thì chúc chị trải nghiệm được hay nhất với những con xe này. Thì trước á là chị có những con kiểu cổ á, nhưng mà bây giờ chị muốn lên những con đời mới chị chơi đó, thì bây giờ chị lên từ từ. Trước là chị cũng chạy 67 rồi này nọ rồi đó, 67 CD rồi đó. Bây giờ chị muốn lên những con đời mới này chạy từ từ để cảm nhận được những công nghệ của nó đó, anh em thấy chưa. Và những ai có đam mê thì như chị nói đó, đam mê thì hãy chơi đi, khi mình có thể chơi thì mình cứ chơi đó. Ok anh em, rồi cảm ơn anh em nha. Và anh em đừng nhớ quên đăng ký kênh và nhớ like subscribe. Anh em dạo này coi clip nha, không có bấm like, không có subscribe kênh, chỉ ra clip là anh em mới coi thôi đó. Anh em phải subscribe và like kênh của Minh Biker. Rồi bye bye anh em.